Rất vui được gặp lại các bác ở video clip tiếp theo của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, ở video clip này em sẽ đi vào test âm. Bộ cấu hình gồm có 3 thiết bị như trước mắt màn hình các bác đã thấy. Trước tiên thì các bác nhìn thấy gồm có cặp loa JBL L36 The Cat. Đây là một mẫu model có thể nói đem lại chất âm rất là tuyệt vời ở trong phân khúc tầm tiền. Dòng này nó sử dụng một loa bass có đường kính là 25 cm, một loa trung giấy có đường kính là 12,5 cm. Và một loa chép giấy có đường kính là 3,6 cm. Ở phía trên phần loa trung và loa chép thì nó sử dụng hai cái vi tinh chỉnh giúp chúng ta có thể hiệu chỉnh tăng giảm độ sắc nét của bản nhạc tùy vào cái sở thích và gu nghe của mỗi người. Ở phía dưới thì nó sử dụng một lỗ thông hơi. Các bác thấy ở dưới phần loa bass thì nó sử dụng một lỗ thông hơi nằm ở gần phía bên tay phải khi chúng ta đối diện trước mặt loa vào. Cặp loa này có chiều cao là 61, ngang là 34, sâu 34. Mỗi một chiếc loa nó nặng lên đến 20 kg. Dòng này thì các bác cứ lấy những dòng âm ly của Lukman này, Maza này, rồi là những dòng âm ly của Acouphase hay những dòng âm ly đèn đánh thì rất là tuyệt vời. Dòng này thì dễ dàng phối ghép rồi, không kén âm ly. Chất âm của nó thì rất là tuyệt. Các bác đặc biệt cái giải trầm của nó vì nó sử dụng màng giấy gân mút và nó sử dụng cái lỗ thông hơi được bố trí nằm sát dưới phần loa bass, do đó đem lại cái giải trầm rất là ấn tượng của dòng model này. Các bác nhớ nhé, cặp loa JBL L36 Da Cat có mức giá là 17 triệu đồng. Ở video clip này thì em đang sử dụng một chiếc âm ly Lukman, đó là dòng model L550. Đây là một mẫu âm ly đem lại cái chất âm có thể nói rất là tuyệt vời. Dòng này thì nó chạy class A. Đây là một mẫu model được các kỹ sư của hãng Lukman rất là trau chuốt, đầu tư rất là tỉ mỉ về các linh kiện của nó. Ở trong phân khúc tầm giá thì dòng L550 này đem lại cái chất lượng âm thanh rất là tốt. Có công suất tiêu thụ là 310W, đánh 2 cầu AB và đồng thời đánh 2 cầu một lúc, 2 cầu A cộng B. Có trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Đối với dòng âm ly chạy class A thì các bác đều đã biết rồi. Đối với dòng chạy class A thì bao giờ nó đem lại cái âm thanh tiếng của nó rất là trung thực, rõ nét. Lời bát rồi là trung chép, nghe nó không bị nhầm lẫn và đặc biệt không có hệ số mèo tiếng. Các bác nghe thấy âm thanh nó rất là chi tiết và rõ ràng. Và đặc biệt các bác mở càng lâu thì âm đi nó chạy càng nóng và nó đem lại cái âm thanh càng hay. Và chiếc âm đi này nó nặng lên đến 21,4 kg. Ở mặt trước thì nó sử dụng mặt phay nhôm trắng và xung quanh thì nó được bọc bằng vỏ gỗ màu sẫm. Trong này thì nó sử dụng một cái tăng phô nguồn khá là nặng. Và chiếc âm đi này có mức giá là trên 10 triệu một chút thôi. Ở phía trên thì em sử dụng nguồn phát đó là chiếc đầu Sony D2. Đây là mẫu đầu rất là quen thuộc với chạy CD, MD và có tính năng giải mã DAC. Ngoài ra thì các bác có thể ghi sao chép những bài ca khúc mà các bác yêu thích, làm chương trình vào một đĩa và sau đó các bác có thể mở lại trên chiếc đầu này. Và sau đây thì em sẽ test âm. Nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì cứ alo cho chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Các bác nghe thấy âm thanh tiếng rất là mềm, dày. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Các bác nghe thấy tiếng chép của nó leng keng lách cách, nghe tiếng chép rất là sáng và mịn tiếng. Và đặc biệt thì em đánh chế độ DJ luôn, không can thiệp vào bass step. Các bác nhìn cái nút tone ở âm ly thì em không bật đỏ đâu. Hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em những ngày đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em. Em chỉ hiệu chỉnh ở trên vi tinh chỉnh của cặp loa này thôi. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm. Mà mình thì tay ngắn, làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lâm ngoài trời hiu hắt mưa rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hận sầu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều
xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cay đắng người ơi. Tôi vẫn cô đơn em dù đẹp như mộng mơ. Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ. Tôi vẫn cô đơn không người thương không người nhớ. Chiều một mình đi phố, hồn không nắng không mưa. Tôi muốn quên em nhưng ngày đời ưa giàu sang. Tôi muốn yêu em nhưng tình nghĩa thua bạc vàng. Tôi biết em đang âm thầm ước mơ nhiều lắm, mà mình thì tay ngắn làm sao với được em. Nhưng khi hoàng hôn lẻ bóng, những đêm nằm nghe gió lòng ngoài trời hiu hắt rơi, lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không. Tôi vẫn cô đơn không hận sâu không hờn dỗi. Tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cay đắng người ơi. Xin hãy cho tôi ghen hạnh phúc em lần cuối. Dù tình là mây khói, là cay đắng người ơi. Như vậy thì các bác thấy nghe lời ca sĩ của nó rất là vững chãi. Tiếng bass thì rất là trầm ấm, và chép thì rất là nảy, sáng và mịn tiếng. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây.